Thưa quý vị, biến thể Omicron đang lây lan trên rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới và trong đó có Mỹ. Vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể mới. Và biến thể siêu lây nhiễm này cũng đã trở thành biến thể chủ đạo lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ, gây ra tới 73,2% số ca nhiễm mới ghi nhận trong tuần vừa qua. Và để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất do biến thể này, chính phủ nước này cũng đã phát hành hàng bộ loạt xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho hàng triệu người dân. Hàng trăm người dân New York đã nhận được bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà trong bối cảnh Omicron đang thống trị số ca nhiễm mới ở Mỹ. Tại khu vực tháp Masaryk, các nhân viên y tế sẽ phát cho mỗi người dân hai bộ xét nghiệm. Tôi dự định về thăm gia đình trong kỳ nghỉ và tôi muốn xét nghiệm trước để không lây nhiễm cho ai. Tuần trước, thị trưởng New York tuyên bố sẽ phân phối nửa triệu bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Đây là một phần trong chiến dịch phát miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm của giới chức y tế nước này, cũng như sẵn sàng huy động lực lượng quân y, nhân viên y tế liên bang đến những nơi cần hỗ trợ như Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire và Vermont.